Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family Cuộc Sống Úc. Thì hôm nay nhà mình có chuyến đi chơi xa, cũng lái xe đi tới một cái thành phố biển cũng ở tiểu bang New South Wales này, cũng khá là đẹp. Hôm bữa nhà mình đi lên phía trên Port Macquarie là về phía bắc, hôm nay nhà mình đi về bên này là đi về phía nam mọi người. Thành phố biển này có tên là Basement Bay nha mọi người. Bây giờ nhà mình chuẩn bị đồ các thứ rồi, cả nhà lên xe rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Chào buổi sáng. Yeah. Mấy đứa say hello. Mấy đứa say hello mọi người. Jayden. Hello everyone. Good morning everyone. Good morning. Yeah. Bây giờ mình cùng đi nha các bạn. Thì trên đường đi tới đó mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút hình ảnh về đoạn đường đi tới đó nha các bạn. Có gì đẹp thì mình sẽ quay chia sẻ cùng mọi người nhé. Bây giờ nhà mình đang trên đường lái xe đi tới đó, thì từ đây tới đó khoảng hơn 300 cây số mọi người ơi. Nếu mà đi liên tục là 3 tiếng mấy á. 3 tiếng rưỡi, đi liên tục khoảng 3 tiếng rưỡi các bạn ạ. Nhưng mà chắc là cũng phải dừng chân ở đó, dọc đường nghỉ một hai lần để cho nó thoải mái một tí. Trời hôm nay mát mẻ này các bạn. Xem cảnh ở xung quanh cái thành phố này nó như thế nào. Dắt mình kiếm cái biển chỗ nào ngồi nghỉ ngắm cảnh ăn trưa hả? Thank you.
vừa tới cái thành phố biển Bay Mòn Bay này rồi mọi người. Mà đang còn sớm, bây giờ mới có 11 giờ nên nhà mình chưa có check in khách sạn được. Phải 2 giờ người ta mới cho check in. Bây giờ nhà mình đi vòng vòng đây kiếm cái gì ăn trưa ở đây thử coi có cái gì ngon không thì chia sẻ với mọi người, và tí nữa thì 2 giờ thì mình sẽ đi vào khách sạn và check in. Ở thành phố Bay Mòn Bay này thì mình thấy là người ta nổi tiếng về oyster mọi người, về hàu á. Đây tí nữa nhà mình sẽ kiếm một cái nhà hàng chuyên về bán hàu rồi đi vào coi thử như thế nào. Bây giờ nhà mình kiếm được cái chỗ cái nhà hàng này chuyên về bán oyster này, bán đồ seafood đó mọi người. Cái tiệm nó có tên là The Boat Shed. Nó cái nhà hàng này nằm ngay kế bên một cái vịnh rất là đẹp nè. Đó, người ta ngồi ăn rất là đông. Ủa người ta đóng cửa rồi, người ta bị mất điện mọi người ơi. Cái tiệm người ta ghi là close no power supply, người ta bị mất điện nên người ta tạm thời người ta đóng cửa. Bị mất điện nên người ta đóng cửa rồi. No power supply. Mình đi vòng vòng lên trên kia thôi coi. Đây à? Đây bán calamari các thứ ở trong đây. Tiệm này đồ ăn ngon lắm mà các bạn. Điện chắc người ta sửa một chút bị mất điện. Nhà mình tính vào cái tiệm này để ăn đồ biển mà bây giờ người ta bị mất điện, người ta đóng cửa mọi người, không biết khi nào mới mở cửa lại. Thì bây giờ nhà mình sẽ đi mua McDonald's cho tụi nhỏ và lái xe ra một cái công viên ngồi ăn, xong rồi tới giờ thì nhà mình sẽ quay lại trung tâm và check in để lấy khách sạn nha mọi người. Mình dừng chân ở cái park này, tính ăn đồ biển ở cái quán kia mà không có điện, mất điện là người ta nghỉ bán này. Đây là một bãi biển đẹp. Hai thằng này thì ăn McDonald's, fan của McDonald's. Đây là ngay cái thảm các bạn ạ. Đó, là con nít chơi ở đây. Ở kia thì có chợ trời hỗ trợ, một lát mình ăn xong mình ra đây đi vòng vòng coi có gì. Và ở bên này thì là biển đấy các bạn ạ. Sần tụi nó chơi ở cái park kia kìa. Đó, bây giờ phía bên cái park này là một cái chợ trời. Đi một vòng chợ trời xem người ta bán cái gì nhé các bạn. Chợ trời là nhỏ nhỏ thôi. Đây người ta bán những cái tiền cổ. Mấy cái cây min. Đây người ta bán những cái đồ lưu niệm các bạn.
May mà gia đình nó mãi chơi, nó không ra đây á. À, nó ra đây là nó đòi đồ á. Đòi đồ chơi nè. Đồ 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 cái này bằng sắt nè. Cái logo mà thời cổ. Thời cổ mắc hả? 50 đô nè. Cái cây cảnh. Đá hoa sứ người ta bán 2 đồng cây dẻo. Dạo một vòng và cũng gần tới giờ lấy khách sạn này thì sẽ về khách sạn check in các bạn ạ. Nhà mình đã vào check in lấy khách sạn rồi đây mọi người. Bây giờ review sơ qua cái khách sạn hôm nay nhà mình ở đây, ở thành phố biển bay mình bay nha mọi người. Khách sạn thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây vào một cái thì bên này có cái tủ, giống như cái tủ, có cái tủ lạnh nhỏ nhỏ, đây có đồ nấu nước rồi các thứ này mọi người. Này có tủ, có bàn ủi cũng như những khách sạn khác thôi. Ở đây có một cái bàn giống như bàn để mình ngồi ăn đó. Đây có một cái ghế sofa, đây như là cái phòng khách nè mọi người. Phòng khách. Và đây một cái phòng đây là cái phòng ngủ ha mọi người. Ở khách sạn này phòng tắm khá là bự. Phòng tắm bự mọi người. Bên này có toilet riêng ở bên này. Khách sạn rất là mới nha mọi người, mới lắm. Và đặc biệt là một cái là khách sạn này có một cái view biển đằng trước nha mọi người. Đây nè, con đây. Đây có cái view biển đằng trước à. Nó phía trước này có cái ban công nhỏ nhỏ. Ở đây ở ngay cái cạnh biển này đó. Thế đàn gút không? Thế đàn thôi làm gì con, bây giờ sáng mà thôi làm gì. Trong phòng ngủ này cũng có cái balcony, có cái ban công để đi ra ngoài, cũng có biển luôn. Đó. Vậy là cái khách sạn nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ người ta cho mình thêm 2 cái giường này để tối trải ra cho mấy đứa nhỏ nó ngủ.
Bây giờ cả nhà thay đồ rồi chuẩn bị. Bây giờ đầu giờ chiều rồi mọi người, bây giờ cả nhà đi coi lăng măng coi kiếm cái gì ăn ở cái đây bay mần bay này coi có cái gì ăn ngon không. Nay chiều giờ gió mát đó, gió ngoài biển đó, vào đây mát mọi người. Chiều rồi ra ngoài ban công rồi mát rồi nè. Đó tí nữa nhà mình đi bộ về phía bên đó, về phía ở đầu này nè. Giờ chiều rồi đây nó hết nắng rồi. Khách sạn này nhỏ nhỏ mà cảnh đẹp. Thì bây giờ nhà mình chuẩn bị đi vòng vòng kiếm cái gì ăn đi. Mình đi xuống nhà kia nhé cho nên. Chưa đến đây. Nhi mở cửa cho ba nhé. Đối diện khách sạn là bên này có một cái club á mọi người, như là cái câu lạc bộ. Nhà mình ở trong cái khách sạn này nè mọi người. Khách sạn này ngay đằng trước đây là biển rồi. Đó. Chị Trần ơi. Đây này cơ. Mình ở trên này nè Nhi nè. I think the one in the middle. Phòng ở giữa này của mình nè ha. Thank you.
đi ra đây câu cá này ha. Ở đây có cái pub này, pub là bia, bia ngon nữa. Ở đây có cái pub vườn ngồi uống bia. Đây có những cái cầu như vậy, mình đi ra đứng ngoài đó câu cá nữa đó mọi người. Đây có anh là đang đứng câu cá. Đây có đường đi bộ, hồi nãy nhà mình đi về phía bên kia, bây giờ đi ngược lại lên trên này. Để trên này người ta có gần cái bến thuyền đó, người ta có bán một cái nhà hàng bán đồ hải sản đó mọi người. Thì bây giờ nhà mình đi bộ lên phía trên này, cũng dọc theo cái bờ biển hồi nãy luôn. Trước mặt mình là cái bến thuyền đó, đó mọi người. Đây cái nhà hàng này, bây giờ nhà mình đang đi tới cái nhà hàng này nè. Nhà hàng có tên là JJ Bayman Bay Seafood Bar Restaurant. Ở đây cái bến thuyền này kêu là Bayman Bay Marina nha mọi người. Mà bây giờ mình đi vào nhà hàng coi thử có gì ăn không. Đây nhà hàng đây. Không biết là mình có phải booking trước không. Không biết là mình phải book trước không á, không book sẽ không có chỗ. Đấy, người ta ghi nè, unlet booking nè. Đây nhà hàng này là nhà mình tính vào ăn đây mọi người, nhưng mà đông quá mà người ta cũng phải book trước á mọi người. Nhà mình cũng mới tới đây sáng nay thôi nha, nên đâu có book đâu. Mà thấy cũng còn nhiều bàn mà sao người ta không cho vào. Jaden said we can just bring chair there. He said he could bring. Ở đây là cái bến thuyền này mọi người. Cái xe kia nó. Thôi bây giờ mình lại đi kiếm đồ khác ăn thôi. Đồ khác ăn. Jaden. Cái đó làm gì á? Đang ngày lễ.
Đi mấy đứa ơi. Nhà mình đi một vòng lên trên kia tới cái nhà hàng kia. Không được vào ăn mọi người, phải booking trước ấy. Bây giờ nhà mình đi về gần cái khách sạn ở này. Khách sạn ở đây ở bên đối diện nó có một cái club rất là lớn này. Bây giờ nhà mình đi vào trong này. Trong này cũng có nhà hàng ăn trong này, thì bây giờ mình đi vào trong này. Gần khách sạn của mình nữa. Bên kia đường khách sạn ở đây. Cái club cũng khá to nè, bự lắm à. Ngay ở dưới khách sạn mình cũng có cái nhà hàng đó chứ. Cái này nhà hàng bán seafood với bán steak à. Qua bên club này nó lớn, nó bự rồi. Ngồi cho nó thoải mái nè. Đây khách sạn nhà mình ở đây, đây là cái mặt trước à. Đó, bây giờ đi qua cái club này ăn tối mọi người, đối diện luôn à. Này có tên là Basement Base Soldier Club. Club của những người lính. Đi. Nhà mình đi vào trong cái club này, đi vào đây trong cái nhà hàng kiếm đồ ăn mọi người. Vào trong này, club này lớn nè. Vào đây chắc là nhiều đồ ăn ngon nè. Yeah. Đây người ta có để những bảng tên những người lính đã mất đó, của cái club đó. Thường thường club ở Úc này là những cái cựu chiến binh đó mọi người. Cái club của những cựu chiến binh đó. Đây. Vào ở đây rộng quá nè. Không gian trong này rộng quá. Wow, ở đây nhà hàng này ăn đẹp, có cái view cũng đẹp. Nhà mình vào trong cái nhà hàng này rồi đây mọi người. Kêu ly bia ra uống. Nhà mình vừa mới order mấy món ăn rồi, bây giờ đang còn ngồi chờ. Có cái bàn này ngồi cảnh đẹp quá nè. Ngay trước biển luôn nè. À, view. Đi đánh một vòng và cuối cùng về nhà hàng ngay gần khách sạn các bạn. Ăn xong rồi qua bên kia đường. Đường vẽ đẹp quá nhỉ. Đây nhà mình order đồ ăn ra rồi đây mọi người. Đây nhà mình order món này là món steak nè. Món bít tết. Món này là món spaghetti, món mì Ý nhưng mà người ta nấu với tôm mà. Yeah, thank you so much.
và món này là món cá chiên với sốt tỏi, sốt bơ tỏi với tôm với khoai tây chiên. Cái gì ngon không? Cái này là sốt bơ tỏi á nhỉ. Butter garlic sauce. Yeah, yummy. Bơ tỏi thơm. Mời mọi người nha. Đậm đà. Ngon đấy. Rất là ngon, rất là ngon. Món nào thấy người ta trưng bày hấp dẫn đấy các bạn. Nhà hàng đông quá các bạn ạ, ra gọi 5 món mà ra 3 món, bây giờ mới ra tiếp 2 món này. Đi ăn nữa đi. Ăn đi nữa. Nóng không? Cho đưa vào chừng nóng. Món calamari là món này mùi mì xào của Singapore. Ngon không ngon? Ngon hả? Sumo. Mommy said it's green. Chén xong rồi mọi người. Món nào cũng ngon. Món nào thì Singapore món nước hơi mặn đấy. Đi nhà hàng Tây mình nghĩ gọi món Tây thì người ta nấu ngon hơn là món Singapore. Món kia. No chưa mấy đứa, no chưa? Yeah, ok nào bây giờ đi bước vào ok. Xin chào buổi sáng mọi người, bây giờ cả nhà mới ngủ dậy rồi đây. Nhà mình ở đây sáng hôm sau ở cái thành phố biển Basement Bay á mọi người. Đây cả nhà. Mọi người uống cà phê. Cả nhà ăn sáng. Cảnh
buổi sáng ở thành phố Bayman Bay. Chứ đêm nhau rồi chứ ngủ vậy à? Quay lên đang ngủ. Nên nó chưa ngủ dậy. Cho nên nó còn nằm trong kia nó ngủ. Sáng ở đây mát đã, thời tiết ở đây đẹp. Ở đây gần biển luôn mà tối ngủ không cần mở máy lạnh luôn. Nó mát. Sáng ngày ra đi bộ rồi. Nhà mình vừa mới ăn sáng xong ở khách sạn mọi người. Thì bây giờ cũng đầu giờ trưa rồi nè. Thì nhà mình quay lại cái tiệm bán đồ hải sản mà cái hôm đầu tiên mà nhà mình tới thành phố này á. Thì cái tiệm này bị mất điện nên người ta đóng cửa. Thì hôm nay nhà mình quyết định quay lại đây để coi thử người ta có bán những cái đồ hải sản gì ngon không. Thì nhà mình sẽ mua và ăn thử xem thử như thế nào. Yeah. Huh? Chờ mẹ Trang vào trong kia mua rồi. Để ba vào xem. Wow. Đây nè. Đấy, điểm này người ta có tôm nè. Nhiều loại cá đó mọi người. Kiss me. Mua gì? Oyster nè mọi người. Cả nhà không ăn oyster chỉ có mình ăn thôi mọi người, mình mua nửa lố thôi, mình cũng không dám ăn oyster sống nhiều á. Nhưng mà ở đây là 15 đô các bạn. Nhưng mà đi tới đây thì nổi tiếng về oyster thì mình cũng nên thử á mọi người. Ở đây là người ta có thuyền, người ta đánh bắt hải sản xong rồi về đây người ta bán luôn á mọi người. Còn oyster này là người ta lấy từ ở cái farm nuôi oyster ở cái sông ở đây nè mọi người. Cái này ở vùng cái sông này kêu là Clyde River. Clyde River ở Bayman Bay á, là cái nước ở đây á, người ta nói là người ta nuôi oyster ăn rất là ngon. Đấy, xung quanh đây cũng rất là nhiều những cái nhà hàng bán đồ hải sản. Ở đây người ta cũng có cái thuyền người ta chở mình đi ra ngoài biển tham quan mọi người. Đây này, người ta có cái 3-hour lunch cruise nè.
là cứ hàng ngày cứ 11 giờ rưỡi là người ta có một chuyến chở mình đi 3 tiếng đồng hồ. Đó, ở trên đó là người ta cho mình ăn đồ hải sản luôn, rồi uống cà phê, uống trà. Người lớn là 55 đô. Còn con nít là 27 đô mọi người. Thì đó, nếu mà mọi người muốn đi thì mọi người gọi điện thoại lên cái chỗ the boat shack này. River cruise đó, cái cruise đây này, cái thuyền này người ta chở mình đi đây này. Nếu ai đi tới Basement Bay mà muốn đi cái thuyền này đi ra ngoài và lên đây người ta cho ăn hải sản thì tham khảo cái này nha mọi người. Nhà mình order cái oyster với một cái family pack. Đang chờ người ta nấu. Family pack những cái oyster cho anh nè. I love chips. Đây người ta, nhà mình order rồi, người ta làm xong rồi. Ủa, cái này 45 đô ấy các bạn. Có cái gì á? Chỉ có mỗi cái chip với cái chip với cái cá này à? Là 45 đô. Đây nó để lát sốt mà cái này đây. Mắc không? Nhưng mà cá ở đây nó tươi. Không. Cứ mình đi du lịch mà cứ có đồ ăn ngon thì mình cũng ok mọi người, mình cũng happy. Mấy thành phố du lịch đồ ăn lúc nào cũng mắc thôi các bạn. Lúc nào cũng mắc. Đi như vậy so với ở Sydney giống như ở Fitmarket là đâu phải là mắc đâu. Fitmarket nấu đồ ăn vừa ngon vừa. We need some milk. Look on, another chicken sauce. They already have salt on it. Yeah. How people go cut with this milk? Chip. Try the sauce. Ăn thử oyster này nó mẹ ngon kiểu cỡ nào á mọi người. You already finished, so you have to eat it. Giờ cũng hạn chế ăn đồ sống lắm nhưng mà xuống đây thấy ngon. Xưa là thích ăn đồ sống các bạn, bây giờ cũng hạn chế, cũng sợ. Nhưng mà xuống đây là oyster người ta nuôi ở đây mà không ăn cái món này phải uổng. Người ta cho cái nĩa. Cho tí chân vào nhưng mà. Cái này như là hào sữa mọi người, nên cái con nó nhỏ rồi, nó không có to. Mời mọi người nha. Nhìn nó tươi thiệt đấy. Cái này là hào sữa béo lắm. Cái chỗ con người này nè. Ăn nó béo là nó béo chỗ này nè. Ngon lắm, tươi, fresh luôn. Ăn còn nghe mùi, giống mùi này. Một nước biển. Không thể ăn đồ sống mà nhìn mấy cái con nó nhìn thấy nó đây bao đây. No. We already have a fish in life. Go on, go on. Cut it. Con nữa mà mày. Con này nè. Con này to mập đã. Ngoài nhìn này. Ngon. Oh no. That's the best one. Yeah, ngon, béo. No. Anh Jayden. Ngon không? Fit and chip đấy ngon không con? Mẹ thấy fit tươi lắm. Ở đây thấy nhà mình đi vòng vòng ở cái khu vực này thấy tiệm fit and chip nào cũng đông á mọi người. Chắc là nó cũng phải có cái gì đặc biệt nó ngon lắm. Nên bữa nay cũng ăn thử coi. Cái này nha là nó
fish tươi xong rồi mình order người ta mới chiên đấy các bạn. Fish là người ta ghi ở cái chỗ cái bảng kia là today catch á mọi người, là giống như là đánh bắt bữa nay á. Thì người ta đánh bắt về xong rồi người ta làm luôn tại chỗ đây, chiên lên cho mình, bán cho mình. Ngon không? Cắt thế được rồi. Dạ đi nào. Con nữa nó bể. Ngon không ngon? Dạ. Yeah. Khách du lịch người ta cũng tới đây, người ta cũng đi kiếm đồ ăn ngon người ta ăn mọi người. Người ta giống mình đi du lịch thì người ta cũng không có để ý tới giá cả lắm. Có đồ ăn ngon cho khách du lịch ăn là ok rồi. Ông đã cắt đó, cắt nhiều quá. Cũng là ngày cuối nhà mình trả khách sạn và đi về. Mình bây giờ là chuẩn bị cả nhà thu xếp hành lý rồi, chuẩn bị lên đường đi về nhà. Đây hành lý đây xong xuôi hết rồi. Đó. Khách sạn giường chiếu xếp đồ đàng hoàng hết rồi, chuẩn bị trả phòng. Thì đó là tất cả cho cái video của chuyến đi tới thành phố biển Basin Bay này của gia đình TJ Family nha mọi người. Thì nhà mình xin kết thúc cái video này ở đây. Và bây giờ thì trên đường đi về lại trên về nhà thì trên đường nếu mà có những cái thành phố biển nào dọc đường mà biển gì đẹp thì nhà mình sẽ chia sẻ với mọi người trong cái video tiếp theo nha. Bây giờ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye mọi người. Bye bye. Chào. Trần Nhi bye. Chê Đơn bye. Children, bye bye. Mommy bye. Bye mọi người. Mommy còn luyến tiếc cảnh đẹp. Đẹp quá không muốn về. Children à. Children, children say bye nè. Bye bye. Rồi mình đi về nhé. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.